Cái này thì em thấy nó chẳng có giá trị gì ấy. Tại vì biết sao không? Ai hát nhép thì vẫn hát nhép ý. Còn nếu như bọn em là ca sĩ mà chuyên hát live ấy, thì bọn em không hề muốn hát nhép, bởi vì thật sự là bọn em không hát nhép nổi ấy. Khán giả cũng mà họ bỏ tiền ra để xem mình hát nhép ý, thì thật sự là quá là khổ thân cho khán giả. Và sẵn tiện khi nói về câu chuyện này thì Huy cũng muốn hỏi các bạn nghĩ gì về cái việc đó là bỏ quy định hát nhép. Ngay trên lúc mà trình diễn trên sân khấu. Các bạn là những nghệ sĩ, các bạn cũng trình diễn sân khấu nhiều, các bạn nghĩ như thế nào về điều này? Cái này thì em thấy nó chẳng có giá trị gì ấy. Tại vì biết sao không? Ai hát nhép thì vẫn hát nhép ý. Còn nếu như bọn em là ca sĩ mà chuyên hát live ý, thì bọn em không hề muốn hát nhép, bởi vì thật sự là bọn em không hát nhép nổi ấy. Không biết hát nhép ấy. Là nhưng mà em nói là có những chương trình về truyền hình ở trên các kênh phát sóng trung ương á, thì thường là bọn em sẽ muốn hát live cũng 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 không được, bởi vì là những chương trình ấy thì thường sẽ phải đảm bảo về cái âm thanh khi mà phát sóng trực tiếp. Đúng rồi. Có những chương trình nhá thì quy định của ban tổ chức ấy là phải hát nhép. Đó là cái gọi là để đảm bảo chất lượng chất lượng của chương trình. Nhưng mà có những và còn những chương trình nào hầu như bản thân Hòa Minzy là người mà gọi là vào phòng thu không biết thu luôn á. Nên Hòa chỉ muốn là mong là được hát live thôi, và Hòa chỉ nghĩ đơn giản một điều: nếu mà khán giả cũng mà họ bỏ tiền ra để xem mình hát nhép ý, thì thật sự là quá là khổ thân cho khán giả. Vì thế thì mọi người ở nhà xem YouTube là xong rồi, hoặc là mở các trang nhạc là xong rồi. Còn Hòa nghĩ là đã là một 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 ca sĩ và một nghệ sĩ chân chính á, thì mọi người phải tập làm sao để có thể hát tốt đã. Chưa gì phải nói là muốn làm gì làm, cứ phải hát tốt đã. Nghe đó ví là dụ Hòa, còn ví nói với dụ Tú như thì Hòa sao? với cả Tú với cả cả Tuyền nha, Tuyền hát live tốt lắm. Thì Mà nghĩ Tuyền về thì cái sẽ ít quan hơn, với Tuyền ngồi đừng ngồi nghĩ sau. trong phòng thu là nhiều. Thì đúng rồi, thì nghĩ về cái quan điểm này thì nghĩ là mình sẽ phải là hát live ở trên sân khấu, nhưng mà cũng có những cái nghệ sĩ mà người ta đi theo hướng là nghệ trình diễn, nghệ sĩ Giải trình trí. diễn giải trí, thì người ta vẫn có cái phép như thế, bởi vì á cái lúc mà họ nhảy á, anh đã tập nhảy và thử nhảy, ui vừa em mà nhảy với cường độ cao mà em hát thì quả thực là em không thể nào mà thở ra Tức là được. ý anh Tú là để đảm bảo phần trình diễn của họ thì họ hát nhép. Thật sự Phải bắt là buộc đấy, bắt buộc. Nhờ không, bởi vì em không nhảy nghĩ cái nhảy đấy là bắt nhảy buộc. cực lắm, nhảy cực dã Em không nghĩ man. cái đấy là bắt buộc, vì thế thì mình phải hướng tới các nghệ sĩ quốc tế ấy. Họ vẫn nhảy rất là kinh khủng, họ còn treo lộn ngược người ở trên trần nữa, nhưng mà họ vẫn đảm bảo hát live. Thì thật sự cái đấy là có muốn luyện tập hay không. Và nếu mà không làm được á thì thôi đừng nhảy nữa. Em nói thật mà. Hoặc là nếu mà không nhảy nữa thì có những cái đoạn nào mà mình hát á thì mình dừng lại, mình không nhảy nữa. Để mình hát, sau đó thì đoạn nào không hát nữa thì mình nhảy tiếp. Còn em có em cái hôm nào á mà em đi diễn á mà em bật cái bản audio ấy, thì thường là trong một lần biểu diễn, ví dụ gặp các bạn sinh viên chẳng hạn, thì em sẽ mọi người chỉ mời em hát khoảng 2-3 bài thôi, nhưng em sẽ hát 2-3 bài live. Sau đó em bật audio lên để quẩy với các bạn. Thì trước khi hát em sẽ thường xin phép các bạn là rồi vừa nãy chúng ta đã hát live rồi nhá, bây giờ Hòa sẽ bật cái bản này lên để chúng ta cùng quẩy với nhau. Đó là như thế. Anh có Hay. biết là một cái kỷ niệm rất là không thể quên nổi đối với em và các khán giả của em, đó chính là em làm một cái bản mà bản remix để hát biểu diễn, và trong khi đó là không gọi là bởi vì không quen hát nhép á, cho nên là em bỏ hết phần bách ở trong beat đấy ra, và cuối cùng em không biết vào đâu vào bài hát đấy từ đoạn nào, bởi vì là em bỏ hết bách ở đó ra rồi. Nhưng mà sau đó thì mình vẫn phải chấp nhận, bởi vì cái chuyện là mình muốn hát live thì mình phải tập luyện như thế. Thì cái đó cũng là một cái phần tất cả mọi thứ đều là phải sự chuẩn bị của nghệ sĩ. Nên là nếu anh Tú nói là được thì em cũng không nghĩ là được, mà cái đấy là phải tập luyện. Rồi, cái đó là quan điểm của Hòa, còn Tú này, còn nữa với Tuyền thì sao? Thật ra dưới góc độ của một nhà sản xuất á, thì cái việc mà hát live với cả là hát nhép thật ra nó là cái chuyện mà bây giờ mọi người mới nói thôi, chứ thật ra nó từ lâu lắm rồi. Nó ai hát nhép thì vẫn Đúng nhép, rồi, còn ai hát ai live thì nó vẫn live live. Tức là cái câu chuyện mà có cái vấn đề này nó raise lên là để khán giả và kiểu cho mọi người ở trong giới truyền thông mọi người chú ý thôi, chứ thật ra trong giới ca sĩ và nhạc sĩ thì mọi người đều biết rồi. Thì thật ra mọi thứ đều là có cung có cầu hết. Chẳng hạn như là có những khán giả họ muốn xem những cái màn trình diễn mà họ chỉ cần đẹp về phần nhìn, và phần nghe họ muốn nghe một cái gì đó, nó trau chuốt, nó chỉnh chu.
thì họ đến xem nghệ sĩ trình diễn thì cái chuyện hát nhép là chuyện bình thường. Còn nếu có những khán giả họ bỏ tiền ra để họ muốn nghe giọng ca sĩ, được ca sĩ hát live, để cảm nhận được cái tình cảm, những cái cảm xúc để mà chỉ có khi hát live mới có, thì đó là lựa chọn của họ. Nó là tùy thuộc vào cái nhu cầu cung cầu của khán giả thôi. Giống như Britney Spears bao nhiêu năm rồi cổ vẫn hát nhép. Ok, bây giờ như thế này, hồi nãy giờ tự nhiên mình hỏi tới câu hỏi này tới vì nó bị hơi hơi căng thẳng tí đúng không? Bây giờ căng không có căng này là quan điểm riêng, không hoàn toàn đồng ý Huy, không có thấy gì hết. Nhưng mà ý là tại vì mình có nhiều ý kiến khác nhau rồi. Bây giờ Huy muốn là cho nó mềm mại chút xíu về đoạn này thì mình sẽ đến một thử thách mà Huy đặt ra được không? Yeah. Mỗi lần nghe tao thấy này sợ nha. Bây giờ có một thử thách là chúng ta sẽ vừa hát chung với nhau và vừa rap. Cả ba người sẽ cùng hát một bài. Ai đó có thể hát thì hát, ai đó rap Tuyền rap rồi chắc chắn luôn. Trời. Để mà tặng cho các bạn khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ các bạn nói là mới có một hai thử thách ít quá, bây giờ anh Huy phải cho thêm thử thách cho mấy anh chị để mấy anh chị quẩy tung tung nóc lên. Có thử thách thổi nến ăn cơm không nè? Wow, ám ảnh. Không, cái thổi nến ăn cơm ghê lắm. Tôi muốn nhắc đến. Thôi mày bỏ qua đoạn này đi nha, bây giờ tới đoạn của tôi. Rồi bây giờ một bài hát các bạn sẽ tặng cho các bạn khán giả là gì? Gì ạ? Rồi chẳng về được em thật lâu. Rồi sao rap? Anh rap cho em ha, em hát cái đấy đi. Sao chưa về gì? Em mơ năm nay khi xuân về được gần em. Sáng cơn mưa xuân đang đầy mình bước em đêm. Vẫn biết xa nhau em sẽ thật buồn nhiều lắm. Em mong cô đơn đi qua đầy ngày đầy nắng. Anh thương em không? Anh thương em nhiều lắm. Anh mơ em không? Anh mơ mỗi đêm. Có nhớ đến em? Nhớ nốt tới đây mỗi giờ. Anh có yêu em? Yeah. Anh mãi yêu em. Sống phát thành nỗi ngày mai lạnh lắm. Em đi đâu nhờ mặc thêm áo dài. Da 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 da. Muốn thấy em đôi ngày vui trong nắng. Khẽ lướt qua như hạt mưa trong lành. Đeo teo 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 da 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 da. Mong đêm nay ta được bên nhau. Ngày mai nắng lên rồi anh sẽ về, nó chưa có lạnh nhớ mặc áo ấm. Ngày mai nắng lên rồi anh sẽ về bên em vào ngày nắng. Ta đi 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 ta đi. Em ơi đừng lo đừng lo đừng lo, anh luôn ở bên em dù nắng hay mưa. Wow, ok, tuyệt vời. Đáp cái gì mà các bạn nhìn liên thuyên cái gì ấy. Xong buổi tối ngày hôm nay, bây giờ là thử thách của chương trình. Thử thách này thử thách Huy mời các bạn hát để cho các bạn warm up là cái sự gắn kết của ba người ở đây đúng không? Okay. Hồi nãy là hơi mà. Vậy thì bọn em sẽ có một thử thách dành cho anh. Đúng. Không ạ. À. Này thì có host đưa thử thách cho không khách mời chứ chưa bao giờ. Không, riêng tập này là bọn em thử thách lại anh ạ. Không, tập này không được cả. Đúng rồi. Ở đây đâu có cái luật gì đâu. Bọn em sẽ hát và anh rap ạ. Đúng rồi. Bọn em sẽ hát bài... Bọn em sẽ hát bài... Tôi công giải rap nữa. Anh về ơi nhé, em chờ anh nhé, vui thôi đừng vui quá, con về với em. Ủa mà nó phải gì á, quá rồi tôi. Cắt gì, cắt gì. Nghe, cứ nghe đi. Anh cắt chưa, cắt gì. Kim đồng hồ vẫn từng nhịp tic tac mà sao, sao anh chưa về. Còn 3 phút, còn 3 phút, anh còn 3 phút, anh nhà bao việc. Nhớ anh về đi nhé, nếu không thì 15 phút anh còn, 5 phút anh còn, 3 phút nhà bao việc. Tại sao cứ em, tại sao cứ ngóng trông, nhà hỏi là mấy giờ rồi vậy cả. Anh taxi à, anh taxi ơi. Đi ra ngoài mới 30 phút mà đã chưa kịp phải hát xì thôi. Em ở trạng thái, em book story, em bảo là nhớ Ricky OTD nha. Cái gì đúng không? Món khai vị và tin nhắn điện thoại kêu anh về nhà đi. Tập. Tôi đã hết sức rồi nha. Okay. Là vừa sau là phải sạch liền cái lời để vô rap.